Nếu như bạn mong muốn biết cách quay phim màn hình, ghi lại những thao tác để tạo ra những video upload lên trên YouTube, hoặc là bạn tạo ra những khóa học mà chưa biết phải làm như thế nào, thì hãy xem hết video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cực kỳ đơn giản. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng, và hôm nay thì có một chị đã gọi điện thoại cho mình và hỏi có cái cách nào để có thể quay phim màn hình rõ nét, không bị dính logo mà không giới hạn dung lượng hay không. Thì có một cái phần mềm rất là hay và mình thường sử dụng, đó là phần mềm Bodycam. Cái phần mềm này thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mở lên và có thể chạy được. Nó không có bị gắn logo bản quyền, cũng như là không giới hạn thời gian, và chất lượng video thì cũng rất là rõ, nên các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Để làm được cái phần mềm này thì đầu tiên các bạn cần phải tải cái file này về. Cái đường link tải file và hướng dẫn như thế nào để tải thì mình có để ở phần mô tả của video này. Các bạn bấm vào đường link đó để tải về thì các bạn sẽ được cái file nén này. Sau đó các bạn bấm chuột phải vào đây và chọn Extract to Bodycam. Đó, các bạn chọn vô cái hàng này để giải nén file ra. Rồi, sau khi giải nén ra thì các bạn vào thư mục này và các bạn chạy cái file màu đỏ này lên. Thì khi mà chạy lên á, thì nó có cái logo Bodycam như thế này. Và cái phần mềm này thì các bạn không cần phải nâng cấp hay là cái gì hết, mà phần mềm này nó đã giải quyết được cho các bạn rồi. Thì đầu tiên mà để các bạn có thể sử dụng thì đầu tiên á, các bạn cần chọn cái thư mục để nó sẽ xuất cái file ra. Thì các bạn bấm vào nút ba chấm này và có thể chọn vào ổ đĩa D chẳng hạn, hoặc là chọn ra ngoài desktop, hoặc chọn ra ổ đĩa D, nó tùy các bạn nha. Rồi, thì mình sẽ chọn vô cái Bodycam này luôn. Chọn Bodycam này luôn, rồi mình bấm split folder. Rồi, để mà quay được phim, thì các bạn đầu tiên là phải kiểm tra xem là micro nó có ok hay chưa. Thì các bạn sẽ chọn cái micro ha, bấm double click vô cái micro nè. Đó, bấm vào đây. Sau đó các bạn tích vào cái ô là record sound và các bạn chọn cái micro. Đó, có thể là cái micro array hoặc là micro, tùy các bạn. Rồi, ví dụ mình chọn cái này. Sau đó mình sẽ bấm OK. Đó, và các bạn sẽ chọn cái khung hình mà mình muốn quay. Thì ví dụ như các bạn có thể kéo ha, các bạn muốn quay cái đoạn nào thì các bạn có thể kéo như thế này. Đó, thì các bạn làm cũng được. Hoặc là các bạn sẽ chọn là bấm nút này và các bạn sẽ chọn là full screen để có thể quay toàn bộ màn hình. Đó, tiếp theo bạn muốn quay thì các bạn bấm vào nút record này, bấm vào đây thì mình bấm vào đây thì nó sẽ quay được. Đó, thì nó quay xong á thì các bạn sẽ thấy âm thanh nó nhảy nhảy ở đây, và các bạn bấm nút này để tạm ngừng lại thì các bạn sẽ có được một cái file nó lưu lại. Các bạn thấy cái file ở đây nè, mình có thể coi. Đó, đây là cái file mà đã được quay lại rồi nè. Đó, mình tắt đi. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một số cái tính năng nữa. Đó là bạn bấm vào nút Stop Video này, và các bạn thấy không, Record Stop Host Key. Thì cái nút này nè, các bạn có thể là sử dụng cái phím là phím bất kỳ. Ví dụ như bạn muốn phím F8 thì bạn nhấn vào F8 để đổi. Các bạn muốn F9 thì các bạn nhấn vào F9 để các bạn có thể cài cái nút F9 hoặc F8 đó để làm một cái nút các bạn có thể bấm quay phim mà không cần phải mở cái phần mềm này lên. Các bạn có thể bấm quay phim mà không cần phải mở cái phần mềm này lên. Đó, thì nhấn vào đây. Còn cái nút tạm ngưng á thì các bạn có thể chọn một cái phím khác. Các bạn tích vào nha, phải tích vào mới được. Đó, tích vào và sau đó chọn cái nút, ví dụ như F8 hay là F9 vậy nè, bấm vào. Ví dụ như mình bấm F12 luôn, F12, đó là cái nút này nó sẽ có nghĩa là mình sẽ bấm nút F12 thì nó sẽ tự động quay lại. Ví dụ bây giờ mình bấm F12 nè thì nó sẽ tự động nó quay lại, và bấm nút F12 lần nữa thì nó tự động nó tắt. Ok chưa? Rồi, cái nút này pause có nghĩa là tạm dừng. Ví dụ như bạn đang quay mà bạn bị khan tiếng, đau họng, bạn ho thì các bạn có thể bấm tạm dừng, các bạn ho xong các bạn bấm nút tiếp tục rồi các bạn nói tiếp thì cái video nó sẽ không có lồng cái tiếng đó của bạn vào. Rồi, đây là một tính năng. Tiếp theo, nếu như mà các bạn muốn tô vàng cái con chuột lên để con trỏ chuột á nó sẽ vàng lên và nó gây ấn tượng để cho người dùng á, người xem á, họ dễ thấy hơn, thì các bạn có thể tích vào cái ô chuột này và bạn bấm nút sau
màu nè, đó, con chỏ nè, và các bạn có thể chọn cái highlight color là màu vàng. Ví dụ vậy, bạn muốn màu gì cũng được. Rồi, tiếp theo, mình hướng dẫn tiếp. Nếu như mà bạn muốn mà có cái webcam ở trên màn hình, đúng không? Bạn muốn có cái webcam nó hiển thị cái mặt của bạn ở góc màn hình, thì các bạn bấm vào nút webcam ở đây, và các bạn sẽ tích vào cái nút này, đó. Thì các bạn sẽ có thể chọn là góc nè, bất kỳ cái góc nào, góc bên phải nè, góc bên trái nè, góc trên nè, đó. Thì các bạn tích vào thì nó sẽ tự động nó hiển thị ra cái webcam cho các bạn. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ điểm lại một lần nữa cái cách sử dụng để các bạn ôn lại nữa nha, nếu như mà các bạn không biết. Cái thứ nhất về phần home, về phần tổng quát là các bạn phải chọn được cái nơi để lưu. Đó, chọn cái nơi để lưu thì chút nữa quay xong rồi bấm open nè thì nó sẽ ra luôn cái file. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cần phải kiểm tra thật kỹ cái vấn đề âm thanh trước khi quay. Bấm vào cái nút micro, tích vào ô này và chọn. Nếu mà chọn xong mà không có âm thanh á, thì phải chọn lần lượt những cái khác để xem cái nào có âm thanh là ok. Rồi, cái vấn đề tiếp theo là phải kiểm tra lại cái vấn đề là chọn cái nút mà nút phím nóng á, để các bạn có thể bấm quay luôn mà không cần phải mở phần mềm này lên, nó hiện lên. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng bodycam cực kỳ đơn giản và cực kỳ nhanh chóng luôn. Đó, các bạn hãy bấm vào phần mô tả của video này để tải ra được cái file nén này và giải nén nó ra để có thể sử dụng. Bây giờ thì hy vọng rằng các bạn có thể ứng dụng cái này để tạo ra những video tuyệt vời để chia sẻ cho mọi người. Nếu có câu hỏi nào thì hãy để lại câu hỏi đó ở phần bình luận, mình sẽ trả lời cho các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Nếu cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được thêm những video tiếp theo. Tạm biệt.